Thị trường hàng hóa và dịch vụ đang chịu sức ép tăng giá trong bối cảnh sức mua còn rất thấp. Khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị đe dọa bởi nhiều yếu tố khách quan như tăng giá xăng dầu, tăng giá nguyên vật liệu và các chi phí vận chuyển. Hơn lúc nào hết, cần tận dụng tối đa các giải pháp tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2022, Nghị định số 15 của Chính phủ quy định giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng VAT xuống còn 8%, bắt đầu có hiệu lực. Ngay lập tức, hàng ngàn mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân được giảm giá trực tiếp trên hóa đơn mua hàng của họ. Giảm được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu rồi, bây giờ nói chung là giá cả, tất cả xăng dầu các thứ nó tăng ấy, đâm ra là đưa bớt được đồng nào thì dân đỡ khổ. Tại Coop Max Sơn Trà, khoảng 5.000 mặt hàng đã được giảm thuế VAT, chiếm 50% tỷ trọng hàng hóa trên kệ của nhà bán lẻ này và chiếm khoảng 70% trong giỏ hàng hóa của người tiêu dùng. Coop Max cũng nói không với những cái trường hợp mà nhà cung cấp nào mà tăng giá bất hợp lý. Chỉ là tăng giá đối với khi mà chúng ta kiểm tra cái giá đầu vào của người ta làm khách quan và nó có ảnh hưởng đến trực tiếp tới việc sản xuất thì chúng ta sẽ xem xét lại cái việc tăng giá. Tuy nhiên, làm sao chúng tôi cũng hỗ trợ người tiêu dùng là bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ giảm giá cái sản phẩm của mình để giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm hơn và nó cũng sẽ hỗ trợ phần nào trong cái thời buổi khó khăn dịch bệnh đang bùng phát trở lại. Theo Cục Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 1 năm 2022, xăng dầu có 4 lần tăng giá với tổng mức tăng trên dưới 3.000 đồng một lít, nên tác động trực tiếp đến 44 điểm phần trăm trong chỉ số giá tiêu dùng CPI. Nhưng bình quân CPI của Đà Nẵng 2 tháng đầu năm nay vẫn giảm 0,23% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. Theo nhận định của cơ quan thống kê, ngoài yếu tố sức mua thấp, thì chính sách giảm thuế VAT đã có tác động làm giảm giá hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Thì CPI trong 2 tháng đầu năm nó cũng có một số cái dịch vụ, đặc biệt là cái khối dịch vụ và một số cái mặt hàng nó cũng có tác động tích cực làm cho nó kìm hãm, làm cho cái CPI nó giảm được cái mức tác động của xăng dầu. Để giảm áp lực chi phí sản xuất của doanh nghiệp và chi tiêu của người dân, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, dự kiến từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cụ thể, mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 1.000 đồng, từ 4.000 đồng xuống 3.000 đồng một lít. Dầu diesel giảm 500 đồng, còn 1.500 đồng một lít. Việc giảm thuế này đồng nghĩa ngân sách nhà nước năm 2022 sẽ giảm thêm gần 12.000 tỷ đồng, nhưng sẽ giúp CPI bình quân giảm từ 0,6 đến 0,7%. Theo kết quả của Tổng điều tra kinh tế, thì riêng cái chi phí về xăng dầu đối với trong cái chi phí sản xuất của các cái ngành kinh tế thì nó chiếm khoảng từ 2 đến 3,52% trong cái tổng chi phí. Thì khi mà giá xăng dầu tăng thì đương nhiên nó sẽ tác động rất là nhiều chiều và nó tác động quay vòng trong tất cả các cái yếu tố khác. Nó lan tỏa đến một số cái mặt hàng khác mà cái đặc biệt là đối với cái nhu cầu tiêu dùng của người dân là nó bị ảnh hưởng rất là lớn. Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các bộ ngành triển khai các giải pháp giữ vững bình ổn giá trong điều kiện có thể để hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống người dân, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành theo dõi, quản lý giá một số mặt hàng như điện, thực phẩm, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh để tránh tác động cộng hưởng đối với công tác điều hành giá trong thời gian đến.